Xin chào anh em, chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha anh em. Hiện tại thì đang bảo trì cập nhật anh em ơi. Và trong cập nhật thì chúng ta bắt đầu đón bò mới rồi. Và để chào bò cũ thì mình xin làm một video. Và xong video này thì ở các clip sau nữa mình sẽ không làm về bò cánh cứng rồi Hercules nữ hoàng rồi cả kim vàng nữa anh em nhá. Sau video này thì mình xin thân ái chào tất cả các bạn bò cũ nha. Mình sẽ đi bắt bò mới và ra video về bò mới nha. Và hiện tại thì mình đã phát hiện ra một cách để rỉ ra vương biển rồi anh em ơi. Tỷ lệ ra rất là cao. Và nếu video này đạt 1.000 like, được 1.000 like thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách ra vương biển ở những video tiếp theo. Lùng thành công con cánh cứng vương biển này anh em. Và mình sẽ tiếp tục với một siêu phẩm khác nha anh em. Mình đã test rất nhiều cách rồi. Mình thử hết mọi cách. Và bây giờ thì mình đã tìm ra cách để rỉ lên vương miền anh em nhá. Mình nói là có xác suất lên thôi chứ không nói là 100% nha anh em. Anh em nên xem kỹ và nghe cho kỹ nhá. Tại vì cơ chế của game này hên suy nha anh em, cho nên không có một cách nào để chắc chắn 100% là nó sẽ lên vương miện nha. Mình xin nhấn mạnh lại cái điều này cho anh em. Đấy, nhưng mình đã có cách. Mình đã có cách để tăng cái tỷ lệ lên vương miện cho bò nha anh em. Mình nói rõ ràng mà cụ thể như vậy để cho anh em đỡ hỏi mình. Không là hôm sau nhiều em cứ bảo là anh ơi sao em làm như anh mà này nó không lên vương miện. Đấy thì mình bảo là có xác suất cao thôi anh em nhá, chứ mình không nói là 100%. Khi nào mình nói 100% thì anh em có thể hỏi mình như thế. Lúc này thì mình đã lùng một siêu phẩm cánh cứng vương biển rồi. Bây giờ mình đang đến giờ của Hercules này anh em. Mình đang ở trong khu trung tâm và đang tìm kiếm con Hercules. Hình như là mình thấy hàng rồi anh em ơi. Hàng thật rồi anh em ơi. Một con Hercules đã xuất hiện trước mắt mình rồi. Và bây giờ mình sẽ uống sữa tăng chiều cao để tiến hành lùng nó đấy anh em. Mình xin nhắc lại một lần nữa cho anh em nào chưa biết, đối với con Hercules này thì anh em để nhân vật cao và góc bắt như mình nha anh em. Góc bắt này nhìn rất thoáng và rõ ràng luôn. Anh em để góc bắt y như mình. Và khi nào anh em thấy cái tâm vượt ở phía sau đã thẳng hướng với con bò rồi, và cái tâm vượt phía sau đã chính giữa con bò rồi, thì anh em để cái đầu nhân vật của anh em nó sẽ hơi bị lệch sang trái một tí xíu thôi. Tên nhân vật sắp che khuất con bò này anh em, chuẩn bị đấm nó này anh em. Lại vương miền tiếp này anh em. Vậy là mình đã lùng thành công hai siêu phẩm đều là vương miền nha anh em. Và nếu video này đạt 1.000 like, mình sẽ chia sẻ cho anh em bí quyết để lên vương miền nha. Bình thường thì mình không đặt điều kiện với anh em. Có bí quyết gì mình chỉ hết cho anh em và không cần một điều kiện nào hết. Và lý do hôm nay mình tạo ra điều kiện như vậy thì anh em biết như thế này. Nhà phát hành sắp ra bò mới rồi, bây giờ mình chia sẻ với anh em luôn. Thì nhà phát hành fit lại rồi thì anh em mình chỉ có đi ăn mày thôi. Và bây giờ mình sẽ dẫn anh em đến thăm nhà của bạn tên King. Bạn này tên King, mà King theo tiếng Anh có nghĩa là vua. Đấy, vua đây anh em ơi, chứ không phải đùa đâu anh em nhá. Rồi và ở đây thì mình thấy là có 12 con bướm nở hoàng này anh em. Rồi là 15 con Hercules, là 16 con và có một con vương biển. Dù là bao nhiêu, dù là 21 con cánh cứng và có một con vương biển thôi. Và tiếp theo là 19 con kim vàng và mình thấy có 2 con vương biển. Rồi xin chúc mừng em nhá. Và tiếp theo mình sẽ đến thăm nhà của bạn Quý Nguyễn. Ở video này thì mình cũng nhắc với anh em luôn là xong video này thì mình sẽ không làm review về bò cũ nữa anh em nhá. Và phải đợi một thời gian sau, sau khi anh em bắt được bò mới nhiều rồi thì mình tiếp tục review cho anh em. Ở đây thì mình thấy em này chân trong lòng là toàn côn trùng vương miện anh em, gồm cánh cứng Hercules, bướm nở hoàng vương miện và kim vàng, nói chung đầy đủ ở trong này. Và trên này thì mình thấy anh em này là có bao nhiêu con. Hiện tại thì mình thấy có 60 con Hercules bình thường này anh em, là thành 62 con nha. Ở trên có 2 con là 62. Và trong lòng kính có 3 con vương miện, ở là 65 anh em nhá. Bướm nở hoàng thì mình thấy có 35 con và trong lòng kính có 4 con nữa là thành 39 nha anh em. Và bây giờ đến với kim vàng anh em. Kim vàng thì ở đây có 17 con.
và có một con vương miện ở trong lòng kính nữa là thành 18 con nha. Và cánh cứng ở đây thì mình thấy có bao nhiêu con đây? Cánh cứng thì mình thấy ở đây 28 con và trong lòng kính 3 con, vương miện nữa là thành 31 con anh em nha. Và trong này thì còn rất nhiều côn trùng xanh dương ở đây. Rồi xin chúc mừng em. Và tổng số bò tím em này có được là 152. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn anh em đến thăm nhà của bạn 06. Anh có một góp ý nhỏ cho em là em nên chuyển mấy cái cây nào ra chỗ khác nhá. Mấy cái cây này thì che mất mỏ hết rồi. Bây giờ vòng ngắm bò mà chả thấy bò, toàn thấy cây thôi. Hiện tại trên bảng thì mình thấy có 19 kim vàng này. Rồi thì 47 con Hercules. Rồi tiếp theo nữ hoàng là bao nhiêu? Nữ hoàng là 29 con. Và cánh cứng là 24 con. Và trong này thì có rất nhiều côn trùng vương miện ở đây. Trong này thì mình thấy có 5 con kim vàng vương miện này, 4 con bướm nữ hoàng vương miện, 9 con Hercules vương miện và chỉ có 3 con cánh cứng vương miện thôi. Tổng số bò tím hiện tại em này có được là 140 con nha anh em nha. Rồi một số lượng nằm ở mức khá. Xin chúc mừng em. Và đây cũng là video cuối cùng mình làm về tứ hoàng Hercules, cánh cứng, kim vàng và nữ hoàng anh em nha. Và ở series mới thì mình chỉ làm về bò mới thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở những series bò mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.